Hello, mến chào cả nhà. Và hiện tại mình đã quyết định vào ngày mai thì mình sẽ về quê hương Bắc Giang của mình và xin cách ly tại tỉnh để chuẩn bị về ăn cơm mẹ nấu. Đây là khu vực mình đang lưu trú tại quê hương Thái Bình xinh đẹp. Mình chỉ đi qua đây và ở lại đây khoảng vài tiếng đồng hồ thôi. Đây sẽ là những khoảnh khắc đẹp nhất tại quê hương Thái Bình. Mình sẽ trở lại đây vào một cái dịp khác khi mà đại dịch Covid nó tạm lắng xuống. Lúc này thì ánh hoàng hôn đang xuống ở phía xa kia. Và tí nữa mình sẽ đi quay một vòng khung cảnh ở Thái Bình cho các bạn xem. Điều đặc biệt ở Thái Bình là không có những ngọn núi các bạn nhé. Và chỉ có những lòng sông và những cánh đồng thẳng cánh cò bay. Chút xíu mình sẽ đi một vòng mình quay cho các bạn xem. Hiện tại cái mô hình vườn ao chuồng, tức là VAC, thì nó đang ở hiện hữu ở tất cả các khung cảnh trên bầu trời của đất nước Việt Nam, đặc biệt là những tỉnh ở phía Bắc. Phía dưới thì các bạn có thể thấy là ao cá, và phía xa kia đó chính là cái xưởng may màu xanh. Đấy, hai ao cá ở hai bên đường, và đây là lối vào. Đây là lối vào. Hiện tại là loa truyền thanh của xóm, của thôn, của xã đang được phát hàng ngày. Này, yên bình ha. Thái Bình là một trong những tỉnh không bị hoặc ít bị ảnh hưởng nhất bởi đại dịch Covid. Trong đó có một số tỉnh như là Hà Nam, một số tỉnh mình đã đi qua. Kia, nếu mà các bạn quan sát kỹ thì ở phía xa kia có hai cái diều họ vừa đâm lên. Diều biểu tượng cho sự tự do, và một số nhà cũng tâm lý là thả diều lên là sẽ đẻ được con trai, đúng không anh? Có một số nhà chơi diều để mong đẻ được con trai á. Đó, mặt trời đang ở phía xa kia. Hôm nay thì thời tiết khá là đẹp, không mưa cũng không nắng quá gắt, mà bắt mùa đang là mùa thích hợp để đi chơi, cũng chưa tới mùa đông. Quay xong Mỹ nó ghép lời sau. Ghép lời sau được mà. Hết cả ra ngoài kia. Hết cả ra ngoài kia luôn hả? Tút tút bên ao kia hả? Đấy, qua san hai cái ao luôn đúng không? Qua cái ao sang qua cái ruộng. À, san qua cái ao là được rộng nha. 5.000 mét. 5.000 mét. Và với cái ao này. Không, nếu qua từ cái ao này là 7.000 mét. À, từ cái ao này tới góc kia. À, tới tận tút ngoài kia luôn. Vâng, và hiện tại mình đang ở quê hương Thái Bình thân yêu. Thì ông anh có một cái khu nhà xưởng và một khu đất khá là rộng. Nó rộng tới khoảng 700 mét vuông. Tuy nhiên anh muốn bán là khoảng từ 500 cho tới 700 mét tùy vào nhu cầu của các bạn. Hiện tại đất này khá là dài và rộng. Bây giờ mình sẽ đi một vòng mình quay cho các bạn xem. Xưởng hiện tại là vẫn đang làm việc bình thường. Đây là một xưởng may. Lập mái tôn kiên cố và sức chứa đã khoảng là 200 công nhân. Bên này là diện tích mặt ao. Nếu các bạn muốn mua thêm rộng ra thì các bạn có thể là mua thêm diện tích mặt ao để các bạn lấp lại và san lấp mặt bằng. Tổng diện tích đã lên tới là 700 mét vuông các bạn nhé. Cái vị trí này là khá là đẹp, nằm cách 900 mét vuông nhà xưởng. 900 mét vuông nhà xưởng hả? Nó cách trung tâm thành phố xa không anh? Cách trung tâm thành phố 14 cây. 14 cây. Đây sẽ là một nơi rất thích hợp để các bạn có thể là nghỉ ngơi thư giãn sau những ngày làm việc cuối tuần tại thành phố. Hoặc là các bạn có thể là mua đầu tư kinh doanh. Đây, bên này có một cái ao nữa. Các bạn có thể săn lấp mặt bằng. Diện tích muốn bán là tầm 5.000 mét vuông. Từ đây giả tút bên kia. Đồ, rất chi là rộng nha. Bạn nào muốn bỏ phố về quê thì có thể là cứ vào đây. Sẽ có một mức giá ưu đãi nhất cho các bạn.
Rồi, ok. Sơ sơ vậy thôi, để ra ngoài. Này. Đất lành chim đậu này, cây cối rất chi là phát triển. Đấy, bưởi cam rất nhiều. Bây giờ mình sẽ ra phía ngoài, mình quay cho các bạn xem. Và từ phía ngoài quay vào. Mặt đường chính khoảng 5m. 5m không anh? Đó. Phía mặt đường nhựa kia đó chính là mặt đường chính. Cắt mặt đường nhựa là khoảng 100m. Đây. Thì đây là khu cánh đồng ruộng, và đây mình sẽ quay ở phía ngoài cho các bạn xem. Hiện tại là đang có bờ bao nha. Mặt tiền nhà xưởng à. Các bạn có điều kiện thì các bạn đập hết cái này đi. Mặt tiền nhà xưởng nó sẽ lòi ra ngoài. 65m mặt tiền thì đã nhỉ. Chiều sâu 66m. Này mà các bạn mua xong các bạn đầu tư san lấp mặt bằng xong là các bạn cứ chia lô ra. Nếu mà diện tích tới 5.000m2 hả? Nếu mà bán 5.000m2. Tới 5.000m2 thì các bạn có thể là mở gọi là khu gì nhỉ? Nó gọi là khu gì nhỉ? Khu nghỉ dưỡng. Không không, không phải nghỉ dưỡng. Người ta mua rộng xong người ta chia nhỏ ra bán á. Phân lô. Phân lô á. Đây. Bên cạnh nó có một cái dòng sông khá là đẹp. Tới chỗ con bò. À, tới chỗ con bò luôn. Rất chi là rộng. Đối diện nhìn sang đường bên kia. À, nhìn sang bên kia. Con đường. Đường 7m mặt. Rất yên bình. Này bèo tốt này, không ai lấy nhỉ. Này quê là hay lấy băm rau bèo cho lợn này. Mốt nó làm đường cái thẳng đây lên kia không ta? Kia thấy đường quốc lộ kìa. Làm đường 4 mét mặt thẳng đây lên kia. Đây hả? Lấp lấp sông luôn. Làm 4 mét mặt mà. À đây. Thẳng lên kia. Vâng, vị trí quá là đẹp. Đó, đây mình quay ngược lại phía nhà xưởng nha. Chú có món gì đây? Bắt bộ ốc. Dạ, được nhiều chưa? Đâu bây giờ mới đi. À, cho cháu đi theo được không?